Xin chào tất cả mọi người, tôi là Hóa, tôi đang phụ trách bộ phận khảo sát thiết kế của công ty cổ phần kiến trúc Kisato. Năm nay công ty chúng tôi có chuyến khảo sát thiết kế, đồng thời quay review lại cái công trình mà công ty cổ phần kiến trúc Kisato đã thiết kế cho anh Trung tại khu vực xã Hải Châu, Tĩnh Gia, Thanh Hóa. Thì mời các bạn cùng chúng tôi tham quan cái mẫu nhà hiện đại 2 tầng này với chiều dài là chiều rộng là 8 m, chiều sâu là 14 m. Thì mời các bạn cùng xem cái mẫu biệt thự 2 tầng của hiện đại nhé. Thì trong đây là cái phần mặt tiền của nhà anh thì đang được phần đằng trước anh là kinh doanh nhưng có cái mái tôn đến trước thì, đây là phần mặt tiền chia làm hai phần, bên cửa chính này, cửa chính là đấy. Thì mời các bạn cùng vào bên trong để xem theo toàn bộ cái công năng bố trí bên trong nhà anh với các cái đồ đạc nội thất nhà anh nhé. Nếu bên ngoài thì anh trang trí những cái viên gạch ốp tường để sạch cho cái ngôi nhà. Đấy, phần cửa sổ, cái trang trí cửa sổ cũng là cái trang trí mà kiểu hiện đại, dùng hệ nhôm hệ. Thì lúc đó thì chúng ta sẽ bước 5 bậc lên 5 bậc vào cái ngôi nhà của chúng ta nhé. 5 bậc. Thì anh vừa mới hoàn thiện xong và đang trong quá trình làm nội thất. Đấy thì đi vào cửa chính thì chúng ta sẽ có hai cột sảnh ở phía bên ngoài cùng với hệ thống cửa hiện tại là cửa bốn cánh và một phần ô kính. Thì ở bên trong nhà có thể quan sát ra cái phần kinh doanh của nhà anh ở phía bên trước. Đấy, thì đây là cái phần không gian bên trong. Đây từ sảnh chính bước vào thì sau cái khu vực này nó sẽ là phòng khách. Đây, ở bên đây là cái công năng mà công ty chúng tôi đã thiết kế cho anh. Thì ở đây là khu vực phòng khách này, phía đằng trước là phòng ngủ cùng với khu vực cầu thang và bếp ăn, phòng tắm. Bên này là phòng ngủ thứ hai. Đây là cái mặt bằng 2D. Thì bên cạnh chúng tôi sẽ có một cái mặt bằng 3D cho mọi người dễ hình dung. Đấy. Đây thì giới thiệu qua các bạn, đây là cái khu vực phòng khách của nhà gia chủ với diện tích khoảng 32 m². Khu vực phòng này hiện tại thì anh đang chuẩn bị nội thất, anh cũng phải vẫn là nơi là để đồ vật dụng để anh kinh doanh. Ở phía bên này thì của phòng khách thì được trang trí đẹp hơn. Đây thì toàn bộ cái công trình này thì ở ngoài phòng khách là gia chủ làm toàn bộ bằng trần gỗ nhé, rất đẹp, hệ thống quạt trần và các cái thứ nội thất bên trong. Cái trần gỗ này làm mất nhiều không chị? Bao tiền đây? Cái cơ mua đây là 1.5 triệu một mét em ạ. Còn cái kênh kia là xoan là 5.000. Ngoài hơn mua trong xoan màu vẫn đậm hơn chị nhỉ? Vâng. Đấy thì ở đây nhà anh chị là ốp toàn bộ khu vực phòng khách và phòng bếp là ốp trần gỗ. Đấy, đây là cái khu vực vị trí trong bếp của nhà anh. Thì khu vực phòng bếp này với diện tích là khoảng 18 m² và nằm chéo không với khu vực phòng khách. Và đây là khu vực cái cầu thang. Và phía đằng trước là khu vực phòng ngủ. Thì ở phòng ngủ này là cái phòng ngủ đầu tiên với diện tích là 16 m². Phòng ngủ ở đây là dùng hệ thống cửa gỗ và trong phòng ngủ này thì có hai cửa, một cửa lấy sáng về phía trước và một cửa ở phía bên tay phải từ trong nhà nhìn ra. Đấy, rất là đẹp và thoáng. Bên trên thì sử dụng hệ thống trần phào trí. Cửa thì gia chủ dùng cửa nhôm hệ nhé, kết hợp với hệ rèm như thế nó sáng cho ngôi nhà và nhìn nó cũng sang hơn. Đấy, ở trong nhà thì gia chủ từ bên trong lẫn bên ngoài thì gia chủ lát gạch sàn cả gỗ thôi. Đây khu vực cầu thang này thì cũng là khu vực cầu thang chéo, và ở đây là có trang bị hệ thống tủ ở phía gầm cầu thang để sử dụng đặt những cái vị trí để đồ cho nhà anh, rất là sáng tạo. Và bên trong tiếp theo là phòng ngủ thứ hai. Phòng ngủ thứ hai này với diện tích là khoảng 14,5 m². Phòng ngủ thứ hai có một cửa sổ lấy sáng ở khu vực phía đằng sau. Đấy. Và ở cuối nhà thì chúng ta có một cái khu vực phòng tắm riêng và một phòng vệ sinh riêng. Đấy, tách tầng 2. Và kết hợp với đó là chúng ta có một khu vực sân ướt ở khu vực phía đằng sau. Đây là sau này là khu vực sân ướt. Chân ướt này thì rửa ráy rồi chặt gà chặt vịt rồi mới mang vào khu vực bếp nấu và tách biệt hẳn so với nhau, có cửa tách riêng ra khu vực phía bên dưới nhé. Đấy là toàn bộ cái không gian tầng 1 này chị nhà anh, và cái khu vực phòng bếp cũng được trang trí rất là đẹp, những hệ thống đèn này. Cái đất này mình làm trên nền đất ruộng người ta cọc với chị này. Không cọc không ạ? Em lên tầng 2 đi chị nhá. Vâng anh cứ đi. Đây ở phòng khách là gia chủ có trang bị cái hệ thống tranh âm tường, thì đó là phòng khách, sau sẽ trang trí nội thất rồi làm ở đấy, nhìn là rất là xa. Tôi mời các bạn cùng lên trên phía tầng 2 của chúng tôi nha. Thì cầu thang tầng 2 thì được gạch bằng đá. Đây là không gian trên tầng 2. Không gian trên tầng 2 thì vẫn có một cái phòng ngủ, một cái khu sinh hoạt chung và là phòng thờ ở chính giữa cầu thang. Phòng thờ không gian sinh hoạt chung ở phía bên ngoài này có một cái cửa bốn cánh nhìn ra phía bên ngoài sảnh rất rộng. Đấy, một cánh nhìn ra phía trước là khu phòng ngủ này. Đây là khu sảnh bên trên. Thì ở ngoài sảnh này khá rộng. Thế ở phía ngoài sảnh, và sảnh này thì được trang trí toàn bộ cái hệ thống trang trí phía trên. Cột thì làm kiểu cột bình thường nhưng mà trang trí vào trông nó cũng khá là đẹp, nhìn nó rất là lạ mắt. Phía bên ngoài là dùng inox. Trần trên tầng 2 là chúng ta dùng hệ thống trần bào chỉ nhá, có sơn màu khác. Và đối diện phòng ngủ, phía bên trên phòng ngủ tầng 1 là một cái phòng ngủ. Tầng 2 cũng được trang bị kiểu như vậy, có cửa sổ trang trí phía trước thôi. Vâng, và không gian tiếp theo bên cạnh cầu thang là chỗ này là khu tập thể dục. Đấy, phòng tập thể dục mini cho con cá và cho mọi người mini ở đây, và đối diện của nó là một cái phòng ngủ. Phòng ngủ này cũng là phòng ngủ 14,5 mét vuông, có cửa sổ lấy sáng về phía sau. Và cuối dãy nhà là một khu vực phòng tắm và phòng vệ sinh chung nhé, ghép luôn với nhau. Và đối diện với nó là một cái khu vực sân phơi rạch phía đằng sau nhà. Ở sau nhà này thì có cánh đồng lấy gió về phía đằng trước rất là thoáng mát. Và ở đây thì nó đủ trang bị thêm một cái hệ thống lấy ánh sáng của phần trên tường xuống và lấy ánh sáng của khu vực cầu thang rất là sáng nhà. Đấy thì các bạn vừa tham quan xong về cái mẫu nhà 2 tầng tại khu vực Tĩnh Gia, Thanh Hóa mà công ty của phần kiến trúc Kisato đã thiết kế cho anh Trung tại xã Hải Châu, Tĩnh Gia, Thanh Hóa. Thì nếu các bạn có thích cái mẫu nhà này thì hãy bình luận xuống bên dưới, hoặc là có bất kỳ thắc mắc gì cần tư vấn thì hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại bên dưới. Chúng tôi sẽ tư vấn thiết kế giải thích cho các bạn những cái thắc mắc của các bạn miễn phí đến cho các bạn nhé. Và nếu các bạn có nhu cầu về thiết kế nhà thì hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại bên dưới. Tôi sẽ tư vấn cho các bạn thiết kế nhà hoặc là trong quá trình xây dựng tôi sẽ giúp đỡ các bạn để hoàn thành nên ngôi nhà đẹp nhất. Vậy xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các cái buổi chia sẻ về mẫu nhà đẹp tiếp theo, hoặc là chia sẻ về các cái kỹ năng về xây dựng. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.